Hello anh chị nha, hello anh chị à. Thứ 6 ngày mùng 2 tháng 6 đầu tháng nha. Toàn Trung có gì mới nha, cái này là cái video mà Toàn Trung có gì mới là những cái câu chuyện cá nhân rồi câu chuyện bên lề thôi. Anh chị nào quan tâm thì coi nha, còn không phải là video báo giá hoặc là cập nhật từng chi tiết từng xe đâu. Video báo giá cập nhật chi tiết từng xe là ngày mai nha. Ngày mai là thứ 7 sẽ có, đến hẹn là lên là thứ 7 nha. Tối ngày mai 6:30 đó là chi tiết cấp giá từng xe rồi ở Gia Lai rồi thành phố Hồ Chí Minh. Vô đi anh, đậu gọn vô, còn tài xế vô nữa chứ. Ok giao xe vô đi, rồi đến kiểm định anh chị. Mới về hàng về anh chị, 86 anh em các tỉnh lại đưa về cho em đây, chính chủ hết á, chính chủ ủy quyền cho em. Thì em là người được ủy quyền nha anh chị, nhưng mà em không xài thì không có tính là hai chủ nha. Hôm bữa có cái anh kia ảnh mua xong rồi ảnh bức xúc với em cái vụ này. Em nói em là người chưa chạy mà, chứ không lẽ giờ em mua xong rồi em để đó, là bữa nào anh mua xong em dắt anh xuống gặp chủ xe ký, đi lại nó bất tiện, nên là cứ ủy quyền về cho em xong rồi anh chị tới là em ký qua cho anh chị là xong. Em là người chưa nhiều. Trời ơi, xếp vô, đẩy vô trong nữa đi. Kẹt xe ngồi kìa. Đẩy vô trong đi. Cô này anh chị. Xpander. Vô trong đi. City. Vô trong. Vô trong đừng để kẹt xe, người ta họ nói anh. Người ta họ đánh giá xóm làng, người ta nói bữa giờ nhức cái đầu rồi. Giờ không biết có vị trí đất nào anh nói thiệt anh chị, cho nó to rộng làm cho nó sướng anh chị. Không có chỗ để, anh chị phải đi gửi tùm lum hết. Gửi dưới Bình Dương cũng mớ. Hôm qua cũng về mớ, nhưng mà em cũng chưa được thấy xe, tại vì mấy đứa nó đi gửi rồi anh chị. Với lại gửi ở trên kia nữa, Gia Lai thì cũng hết chỗ. Cái tập cứ thích mua, anh chị cứ thấy rẻ rẻ là mua. Cứ giá ngày hôm sau mà hôm nay mà tốt ngày hôm trước là tồn cỡ nào tồn, em vẫn gom anh chị. Em làm ra tiền là chỉ để gom xe thôi. Cái thú chơi của em, thú vui của em là chỉ có mua thôi, mua và bán thôi, chứ còn không có nhậu nhẹt, không có bạn bè, không có chơi tùm bậy tùm bạ nữa, là cứ tập trung vào xe hết anh chị. Có bao nhiêu là cứ làm ra vốn, là mua xe, làm vốn là mua xe, không mua đất, không mua gì hết đó. Ba em là mua đất với em là không có đất đai cái gì hết á. Còn mà mua đất để kinh doanh em không mua, em chỉ thuê thôi, thuê và thuê, còn nhiêu vốn là em đổ cho xe hết. Đó, cái máy xe mới về để quay cho anh chị ha. Cái này là con City anh chị. City ngày hôm qua em mua của cái anh này, là ảnh làm ngân hàng hay bất động sản gì dưới Bình Thuận 29 anh chị. CVT mà ảnh lên màn hình Android rồi đó, có là tụi em có mặt liền nha. Đi đêm hôm qua xong, cái sáng hôm nay về tới nơi, 45.000 cây xịn, màn hình giết tích anh chị nha, màn hình giết tích. Cửa nè, mấy cái dòng này thì giờ nó rẻ rồi anh chị, giá nó hợp lý. Mấy bữa là 47-48, giờ là có một con Honda City CVT bền, xe của Nhật mà giá nó êm. Giá mấy cái giá này nó hết lỗ rồi anh chị, nó không phải như xe mới hoặc xe lướt. Mở cabo anh coi cái bảo, qua giờ mua được máy rẻ để báo cho anh chị, báo giá nhanh luôn ha. Máy rẻ đây thì em báo giá dày là giá anh chị mua là anh chị tự sơn chút dọn dẹp hay này nọ nha, chứ không có bắt bên em làm nha anh chị. Còn mà lúc mà giá mà lên cửa hàng xong á, anh chị không mua mà lên cửa hàng là em sẽ báo giá lại, chứ đừng bao giờ nói em là nói hai ba lời anh chị ha. Lúc chưa dọn và dọn nên là mấy bữa em không báo giá là như vậy. Bây giờ thôi cũng báo sơ sơ cho anh chị. Như con này 219 CVT hôm qua mua 485 à, 385 39 4 lấy nhẹ anh chị 42 đi đó. City lên đèn bi lên này nọ, mà hình Android giao như vậy, 420 chạy 45.000 cây chuẩn đồng hồ, không lỗi, không đâm không đụng, sơn tút móp méo hút có, còn mà không bao giờ mà không bao là ở cản rồi đèn rồi kính kiết rồi nha anh chị. Em chưa được đến cảnh giới đó đâu. Khi nào mà các salon khác hoặc là mọi người mà làm đến cái cảnh giới là bao cả đèn, cả cản, cả đồ, tất cả các xe á, thì em sẽ là người, em luôn luôn người tiên phong, nhưng mà em cũng không bao giờ mà là người cuối cùng đâu, nên là đừng có bắt em làm những cái điều đó anh chị nha. Đó, anh chị mua xe cũ anh chị phải chấp nhận. Thị trường bữa nay là người ta tính là đó. Hồi trước là người đâm đụng thay máy về, không
má về dưới cabo là không đâm đụng, vô xương mới là đâm đụng. Còn riêng toàn chung á là toàn ép thị trường theo là cabo, xương, xiết, má về, má đồ đó là rin đó là tính không đâm đụng, nhưng mà thay má về, thay cabo, thay cốp là tính đâm đụng. Còn mà cái mấy cái lặt vặt như cản rồi, mấy cái dàn nhựa, mấy cái mặt nạ, mắt đồ á thì anh chị phải biết rồi, anh chị xài xe anh chị biết cái nào cũng có, nên là những cái đó là không có tính anh chị, nó có thay thế cũng là không đâm đụng anh chị nha. Đâm đụng chỉ tính như những phần chính thôi. Rồi tiếp theo Mazda 3 Mazda 3 đây cũng mới về, này cũng một chủ, chủ cũng chưa công chứng này, anh chị thích là công chứng thẳng luôn nè. 26 5 vạn đây thì em mới làm giá cho anh chị là giá hiện tại á, bán như vậy á là 4 đồng. Sao xe đây có cái điện ta, cửa nóc thì đúng rồi, sao xe đây có cái điện đó, 4 đồng. Thị trường thì anh chị biết rồi, 5 vạn xịn mà giá 4 đồng thì đâu có, đúng không? Phải 42, 43 mới có xe. Toàn chung thì 4 đồng. Đó, nhanh còn lẹ. Anh chị nha. Dạ. Dạ, có nhân viên tư vấn cho anh. Em xe máy để đâu rồi? Để đó anh. Nhân viên sẽ tư vấn cho anh nha. Các bạn. Ý. Anh chị thông cảm nha. Toàn tuyển bán hàng về, bán hàng phải chịu trách nhiệm, tư vấn bán hàng, hỗ trợ khách hàng. Còn mà bớt nhắc anh chị yên tâm, nó cũng như nhau, em và các bạn như nhau. Còn sau khi mà anh chị mua xe không hài lòng á, mà vấn đề lớn á, là em sẽ đứng ra gặp anh chị. Nên là tạo điều kiện cho em, chứ nhiều lúc em là gặp hết anh chị thì không có thời gian quay video rồi, em định giá em xăng xe cho anh chị. Anh chị nha, một ngày có mình em xăng à. Đó, HRV. Cái này là 221 anh chị. Cái này 221. Cái này là HRV 221. Con này chính chủ. Con này là bảo dưỡng hãng hết. 20 mấy 30 ngàn cây rồi. Cửa nóc 600 mấy anh chị. Mới về. Coi xe có cái Fortuner mới về nữa anh chị, có Fortuner mới về nữa, City có Fortuner mà rẻ, hôm qua em mua em thấy rẻ ghê luôn á. Xe 6 vạn một chủ, máy xăng 2.16 mà giá có 520. Giá đó mà không mua xe gì hết ta. Đây 520 anh chị. Đó 520. Đó, xe mới về nó dơ rồi anh chị đó. 6 vạn xịn. Máy xăng đây. 6 vạn. Thị trường thì anh chị biết rồi, 600 hơn 600. Mà chưa chắc kìa, để ít cây số như vậy. Em ít cây số như vậy em bán 520. Đó, lâu lâu có nhiều cái xe nó êm hơn thị trường, nên là anh chị biết sao, sở thích của Toàn cứ thích mua không à. Mấy xăng thì nó bền lắm anh chị, nó bền lắm. Mới tin ốc đèn đốm này đó. Nhưng mà 6 vạn đây chỉ có tham khảo thôi nha anh chị, cứ nhìn sơ qua chắc xe này thì không phải 6 vạn đâu nha anh chị. Mà chính chủ sao hôm nay mấy ông hay tu vậy ta, lịch sử qua coi anh em nó coi là bảo dưỡng đều hết á, mà cái xe đây em nhìn cái chất này là không đúng rồi. Cái này 25 chứ mấy, cái này 25 à, ngoài 26 nữa. Cái này để coi lại nha, để coi lại anh chị nha. Sao 5 vạn mấy, 6 vạn mà nó kỳ ta, mấy đứa đi mua kiểu kỳ vậy. Tại vì cái xe này là em mua của một anh, cũng họ cũng chuyên làm xe cỏ anh chị, xong rồi có xe lướt chính chủ một chủ, hôm qua cũng một chủ xuất hóa đơn công ty cho em. Mà sao giờ này em nhìn sao kỳ vậy ta?
xe nó không đúng chất rồi, không đúng chất, 5 vạn mấy 6 vạn, 5 vạn mấy 6 vạn nó mới lắm. Toyota 5 vạn mấy 6 vạn cái này cũng một dạng mới á, nhưng mà nó không phải là 5 vạn mấy đâu, em nghĩ xe đó chắc không phải cả 100.000 á. Nên là cái chất lượng thực tế nó rất là quan trọng. Đó, để coi lại. Này mới về nè, này mới mua, số tự động nè. Mới mua dưới Cà Mau à. Đêm hôm qua mấy đứa nó đi xuống tới Cà Mau nó mua về cho em. Đây nè, đây 4 vạn đúng nè. 4 vạn đây, nhìn đúng nè anh chị. Đó, ghế ghiếc đồ đạc, đồ mới này nọ. Cái lịch sử bảo dưỡng hãng thì nhiều lúc nó cũng ma cô lắm chị. Nó bảo dưỡng xong nó tua lại anh chị. Nên là nhiều lúc mình đánh giá phải nhiều cái. Nên là em bận là như vậy anh chị, em bận em cứ đi mua xong về em phải coi lại. Tại vì bán mà sơ suất cái gì là người ta buồn, là mình cũng mang nghiệp anh chị. Đó. Ê ơi. Coi lại cái Fortuner kêu anh qua nói chuyện với anh. Ấy. Rồi qua cái xe hạt sen đâu rồi? À, qua cái xe City đâu rồi? Để. Đây đúng không? Rồi. Cái này CVT anh chị. Xe này thì cái xe này anh nhớ rồi. Xe này anh nhớ rồi. Từ từ xịt đó. Xe này anh nhớ rồi. Xe này là khách ngày khai trương của anh vô mua xe này cho mua ủng hộ anh nè. Ủa rồi anh chị nó không đổi xe khác hả? Lên tham khảo thấy giá hạ quá sợ quá bán xe luôn anh chị, hai vạn mấy nữa. Đó, thấy giá lúc mua rồi xong bây giờ toàn cứ quay lên giá nó mới á, coi nhiều riết cái hoảng luôn, bán xe luôn. Này cũng xe đẹp nè, xe trước anh bán cái chuyện cũng đẹp lắm, về anh đâu đi đâu đúng không, hai vạn mấy mới tin mới khen à. Xe này giá cũng hợp lý anh chị nha, cái này 2018 đúng không, 2018 cái này em bán cho anh chị là hôm qua mua 3 đồng mấy rồi, 3 đồng mấy gần 4 đồng rồi. Tại vì bán em phải bao lúc hồ sơ này nọ nữa thì cũng lên xuất sót chi phí em cũng lên gần 4 đồng rồi, bảo dưỡng nữa bán lấy anh chị 20 thôi. 4 đồng 2, đó 42 để nguyên trạng như vậy. Đó anh chị nào thích là tới lụm liền anh chị nha, 2 vạn xịn. Giá êm. Giá êm cho anh chị luôn á, 4 đồng 2. 4 đồng 2. Ồ. Còn tiếp theo nữa là cái này giá em bán vậy thôi nha, lúc mà lên cửa hàng em có thể thay đổi giá cứ lúc nào. Còn con này là số sàn, con này cũng Bình Thuận đúng không, số sàn. Mở anh coi được không, mở lại anh coi xe này mấy vàng ra. 3 vàng 3 vàng 7 nè, đúng nè chị, coi cái mấy cái ghế da này, ghế da nó dởm anh chị, ghế da nó dởm nên là nó nhanh xuống, mình không có đo tính được cái ghế da, mấy cái ghế da mà da bọc lại. Còn cái Fortuner nãy là da xịn nó đi. Nếu mà cái chất ghế đồ đó em nghĩ chắc phải cả 100.000 á. Dù có người nặng hay là bất cứ lý do gì nhưng mà nó cũng không có thể nào mà nó tại vì cái chất nhuộm luyện kim của cái xe Toyota tốt lắm. Nên là anh chị cứ nhìn cái máy nó sáng, đồ nó sáng vậy. Nhưng mà anh chị phải nhìn cái độ mòn của ghế, độ mòn của cần số đồ nó mới ra được cái cụ thể. Cái Toyota khó nhìn lắm. Nên vậy cái Toyota em đi mua nó kỹ lắm. Ít khi em mua được Toyota là tại vì nó bù lại dễ lắm, mấy ông mà xài Toyota khi lành hơn salon và tu lại nó dễ lắm. Chứ không phải như mấy ông mà đi Mazda kia, mấy người đi gia đình, còn mấy ông mua Toyota là toàn là những khách kỹ rồi, khách sành sỏi cái rành đời là mệt lắm, mua mấy xe Toyota là mệt. Mệt nhất luôn anh chị, rủi ro nhất. Bán thì vẫn bán được thôi, lời thì không bao giờ, mua Toyota là an toàn, không bao giờ lỗ đâu. Tại nhiều người mua mà, nhưng mà nó không có thật nên là mình không thích, khó chịu thôi. Đó, ủa cái này là bữa là mua như 228, 29 bán xe này, cũng không có được tươi lắm đâu, mấy đứa bữa xe này không được tươi lắm đâu, bán 315 triệu thôi. Đây 29 đúng không, bữa mua xác suất là 300 rồi anh chị, mà lời bán dày lời em chỉ có những cái xe mà
đẹp đó, để em ăn nó mới dày chứ còn mấy xe mà em đã không ưng là ngày hôm trước ngày hôm sau là em bán bằng cách em bán phải bán cho thật là nhanh. Có thể mới với anh chị, mới những nơi khác nhưng mà với em thì nó là tệ. Ủa cái Everest đây là 21 mẫu mới đúng không? Cái xe này là giá nhiêu? 18.000. Ủa xe đó, xe này 18.000. Xe này 30.000 chứ? 30.000 hay 31.000 chứ? 33.000 đúng không? 33.000. 9221 form mới này, máy mới này, titanium nè. Bao nhiêu ta? 930 đúng không? 930. Mấy bữa là phải 98 99 anh chị. Giờ có 930. Không ấy, hết chưa? Xe này thôi để em ơi. Đừng nghịch xe anh nữa các bạn. Không nghịch nữa nha, làm đi. Rồi. À xe này qua anh quay rồi. À có nhiều người nhiều lúc mà anh chị để bình luận mình nghe mình cũng buồn. Nhiều lúc anh chị để bình luận là kêu toàn chắc trẻ, nhân lương nhân viên ít lắm, hay là toàn như thế này kia nên nhân viên không nhiệt tình. Đó. Đây. Ấy. Mày nói thiệt cho anh nghe là em vào đây tháng vừa rồi là tháng hết tháng thử việc đúng không? Tháng chính thức đúng không? Tháng chính thức là lương em bao nhiêu tiền? Cứ đọc là 20 đúng không? Thấp hơn các bạn kia đúng không? À, lúc em vào đây là em chưa có biết gì về xe. Không biết gì hết đúng không? Mà tại sao em lại thắng những cái bạn mà vô biết rất là nhiều. Rất là nhiều năm, hình như ngày đó phỏng vấn mấy chục bạn? 30 bạn. 30 bạn, em là một bạn lọt vô. Em không có chuyên môn, không có gì hết. Không biết gì hết đúng không? Mà tại sao anh toàn nhận? Nói chung là thực tình là tại điều kiện cho những cái bạn đó anh chị, em nói thiệt có rất là nhiều bạn là giỏi, rất là giỏi anh chị, rất là giỏi, làm sale hãng rồi một tháng bán 40-50 cái xe bên hãng, muốn vào làm cho toàn học, vừa học nghề và vừa làm cho toàn, thì toàn mà nhận những bạn đó toàn rất là nói thiệt sự, nếu em nhận những bạn đó cái doanh số bán hàng của em nó phải lên gấp đôi hoặc là gấp ba hiện tại, nhưng mà em nói là thôi, mình thì cũng không có nhu cầu mà phát triển nóng như vậy, mình em chỉ có bình thường thôi, nên là ít khi mà anh chị, em nói thiệt sự em cũng cần kiếm tiền chứ, nhưng mà không phải không cần bán, nhà giàu quá chảnh đâu anh chị, cũng khó khăn lắm, anh chị thấy vậy chứ cũng khó khăn lắm, cũng cần á, nhưng mà em giống như em vượt qua được cái ranh giới mà gọi là lòng tham anh chị. Nói thiệt với anh chị, nói chia sẻ chân tình luôn á, và nói đạo lý với anh em nào mà ở gần em thì biết, là có nghĩa là mình thấy rất là lời, thấy rất là nhiều tiền và thấy nhiều đó cái mà dễ kiếm tiền á, mình không kiếm anh chị, không kiếm mọi cách, làm sao làm mà chậm nhưng mà nó chắc anh chị, chắc. Và bán hàng thì em xây dựng theo cái hướng á, mà không phải là tuyển sale thật là giỏi, bán thật là nhanh anh chị, bán thật là nhanh, mà em muốn là em có cái lượng khách hàng riêng, những cái người mà khách hàng kỹ tính nè, so sánh nè, am hiểu thị trường nè, thì mua sản phẩm của toàn, nên là toàn hướng đến những khách hàng đó, nên toàn không cần những bạn nhân viên mà rành về xe, toàn luôn luôn toàn nói với mấy anh em tụi em không bao giờ rành bằng khách của anh đâu, những người mà mua được cái sản phẩm của anh á, một là họ phải bằng anh hoặc là hơn tầm anh á, đừng có giỡn, nên là tụi em đừng có múa máy, tụi em chỉ cần cứ tư vấn đúng chính sách, đúng quyền lợi, giống như tụi em là trung gian đứng là giao dịch hộ cho khách hàng thôi. Giá cả thì anh cũng có công khai hết rồi. Nên là có nhiều anh chị, em cũng cảnh báo anh chị luôn nha. Nhiều anh chị mua xe có hỏi sao toàn chung là không có nhiệt tình, không vô vập, không điện tới điện lui như các cửa hàng khác. Mà giống như thời ơi, giống như không muốn bán, anh chị biết rồi đó. Để đạt được con số 20, 30 là mấy bạn phải bán một xe, mấy bạn phải được thưởng bao nhiêu tiền mới được con số đó anh chị nha. Những cái bạn mới vô là 20 rồi, những bạn kia thì anh chị biết rồi. Thì nhưng mà có một cái á, em nói với các bạn á, làm gì làm, đừng có mà đẩy thuyền hay là bào quá, dẫn đến mà khách mà khiếu nại hoặc là khách họ không thích thì họ rất là tìm nhiều lý do. Nên là tụi em là lúc tụi em bán á, lúc đó người ta họ cần mình á, thì đó họ vồ vập, họ đòi cọc tiền hay là này nọ. Nhưng mà em phải tư vấn, em phải hết sức bình tĩnh, em không được vội vàng, em không được hấp tấp, em phải tư vấn bình tĩnh, mà cái duyên tới là tới, chứ không phải tím kiền bằng mọi cách vô đây, không phải là cái chỗ mà
mà tụi em kiếm tiền bằng mọi cách nha. Thì các bạn trước lúc anh chị muốn chốt cái xe nào á là các bạn cũng vội, anh chị vội mấy bạn cũng vội, nhưng mà mấy bạn không cho số, em không cho số tài khoản á, và không nói mấy bạn cho tài khoản liền để anh chị cọc để giữ xe rồi anh chị lên coi á. Em muốn là khách hàng của em lên là mua phải kỹ càng, phải đàng hoàng, phải từ từ, phải bình tĩnh. Chứ mua mà thí dụ cứ hối cọc, cọc xong lên coi rồi không thích chỗ này, không thích chỗ kia, nói qua nói lại rồi nó thiệt cho anh chị á, nó thiệt anh chị mà rớt tiền thì anh chị không ưng là anh chị là người thiệt chứ không phải cái tụi cửa hàng nó thiệt đâu. Đó. Thì lên nó có nhiều cái để nó bẻ anh chị khi anh chị xuống tiền lắm, nên là em nói các bạn á là tránh anh chị bị lừa đảo luôn là như vậy nè. Nhân viên toàn trung á là anh chị biết nè, biết để anh chị nhận dạng nè. Cái số điện thoại là thứ nhất em để trong phòng mô tả, và tất cả số điện thoại đó là tất cả số điện thoại mà giao dịch của toàn trung, và những số điện thoại đó nhắn tài khoản, những quay phim giao dịch với anh chị mà anh chị lên anh chị nhận không được xe á là toàn sự chịu trách nhiệm. Còn anh chị liên lạc bất cứ một số tài khoản khác, kêu là người nhà bà con hay là anh ông toàn hay em ông toàn, anh chị đặt cọc cho những người đó là anh chị mất tiền vậy thôi. Còn mà nhân viên toàn trung cũng không được xài số cá nhân luôn. Em nói anh chị, những người mà giao dịch mua bán với anh chị tiền trăm á, là không được giao dịch số cá nhân, chỉ số điện thoại của công ty em để đó, anh chị gọi cho đúng số anh chị nha. Còn mà lấy số cá nhân điện anh chị là không có giao dịch bất kỳ cái gì hết á. Em nói luôn với anh chị. Và lúc mà anh chị chốt xe và nhân viên toàn trung luôn luôn có cái động thái là anh chị đòi cọc, nhân viên toàn trung kêu anh chị gác máy để bắt đầu quay xe, quay lại ở tại cửa hàng, quay trực tiếp hoặc là gián tiếp là quay những cái vết xước, vết đồ của một con xe đó, xong rồi gửi qua cho anh chị xem, anh chị nói ok, xong rồi sẽ thỏa thuận giá bằng tin nhắn. Tiếp theo nữa là phải có cái mô tả cam kết là xe đã như tình trạng dày, anh chị chốt bao nhiêu, cọc bao nhiêu ngày lấy, và hình thức thanh toán giao dịch là gì, hồ sơ em rút là bao lâu, trong vòng một tháng. Đó, luôn luôn phải kỹ như vậy. Rồi xong rồi anh chị ok là bắt đầu tụi em mới nhắn cái số tài khoản cọc. Chứ còn mà anh chị mà chốt một con xe là nhân viên đẩy số tài khoản qua để anh chị cọc là không phải nhân viên toàn trung nha. Nên là có nhiều khách hàng á là rất là kỹ nhưng mà cũng rất là ẩu. Liên hệ nhân viên toàn trung thì nhân viên toàn trung bắt làm những quy trình thì thấy khó khăn, tôi chưa mua, tôi cọc tiền, tôi giữ xe mà không muốn bán, rồi cái kiểu mà như vậy là không muốn bán. Nhưng nó thực sự cái đó kiểu là kiểu em toàn đào tạo anh chị, ngay từ ban đầu là em đào tạo vậy á, rất là khó khăn, nhưng mà sau này nó dễ dàng. Khi mà chị vô mua mà anh chị không thích, không bị gì là rất là dễ dàng, em sẽ hỗ trợ anh chị. Nhưng mà cái ban đầu mua là phải chọn lọc khách hàng anh chị đó. Nên là có rất là nhiều anh chị hỏi rất là khó khăn, nói rất là nhân viên rất là khó khăn, cọc cũng khó rồi này nọ, nó bắt chờ đợi nó thấy kỳ quá, mà trong khi tôi thích mua, tôi sợ mất xe. Thì nói thiệt sự anh chị, cái đó là quy trình và cái nguyên tắc của toàn rồi. Còn mà có anh khách hàng ảnh kêu đó khó khăn quá, tao không làm việc với tụi bay không làm việc được, mà xin số của thằng toàn á, thì nó chỉ là một thằng chủ nhỏ thôi, cậu chủ nhỏ thôi, tao mua xe của Phạm Nhật Vượng, anh ở Bình Định á, ảnh cũng là cái hệ thống xe khách gì á. Tao ở Bình Định, xong tao ở Bình Định, tao vô mua VinFast gặp ông Vượng còn được, chứ thằng Toàn là cái gì. Thì em nói thì em cũng chẳng là gì hết, nhưng mà em cũng không có nhu cầu mà theo ý anh chị. Dạ, cảm ơn anh. Cà phê thiệu đang nói cái tự nhiên khách bắt tay cái quên hết luôn. Nhu cầu là gì hết, tao không phải là mày, không phải là Phạm Toàn của ông chủ mày, không phải là Phạm Nhật Vượng, để tao mua VinFast, tao phạm gặp Phạm Vượng nên không làm việc với tụi bay. Xong mà anh lên trên mạng anh đi tìm, anh đi dò xe, rồi anh thấy cái xe của em có người khác đăng tên là Đạt, cái anh điện vô đó, thì chắc chắn một điều là điện vô đó thì không phải nhân viên toàn trung mà nó đang trôi nổi á, nó lấy xe toàn trung. Em không có cộng tác nha, không có cộng tác, không có bà con nào mở salon, hoặc là không có cộng tác bất cứ đối tác nào mà đăng bán giùm xe hết anh chị. Xe em không cần bán đâu, nói thiệt anh chị, đừng có lấy xe em đăng chi hết á, em chỉ cần bán cho khách của em thôi. Còn mà anh chị có xe mà anh chị mua á, anh chị mua chị em đi mua á, thì em cộng tác với anh chị, chứ còn mà đừng có lấy danh nghĩa toàn trung ra đi la làm ăn xây dựng nó khó lắm. Thì làng liên hệ với đồng chí đó lại có vẻ dễ hơn, có vẻ ok hơn, nhưng mà anh chị chỉ cần xuống tiền cho đồng chí đó là tiền cũng không ra đâu, em nói thiệt với anh chị.
đó, nên là anh chị cân nhắc và cảnh giác nha. Toàn chung là như vậy anh chị, mua bán là như vậy, ban đầu rất là khó khăn, rất là chảnh chẹ, nhưng mà lúc mà anh chị mua xong rồi anh chị sẽ biết được cái cảm giác toàn chung như thế nào. Còn nhân viên toàn chung anh chị biết rồi, riêng em nha, riêng em đào tạo, em hỗ trợ các bạn đi lên được thì các bạn phải hiểu và trân trọng với thương hiệu của em. Không giờ mà dám nhân viên của em mà em chỉ tuyển cái thằng nhân viên nào có đạo đức thôi, còn nhân viên nào giỏi hay nhân viên nào đã có chỗ đứng rồi, nhân viên nào rành á, em không cần anh chị, em không cần. Tại vì những bạn đó vào đây gặp em thì cũng không có làm không có nói chung là không có giá trị đâu, nó thiệt sự như vậy. Em đào tạo các bạn lên, xây dựng các bạn lên thì các bạn cũng sẽ biết được, phải quý được cái thương hiệu của toàn chung và sẽ chuyên cần với khách hàng, phải cùng em động lực, cùng em để xây dựng chăm sóc những khách của toàn chung. Và anh chị nên biết là toàn chung là em là người trực tiếp mua, làm cùng các bạn, thời gian em làm còn, nói thật sự xin lỗi anh chị, làm còn nhiều hơn các bạn nữa. Em có thể làm ngày đêm vì cái sở thích của em mà, nên là các bạn không bao giờ dám láo và không bao giờ dám chỉnh mảng đâu. Em ít nói lắm, em hiền, nói thiệt trên video thì em cởi mở với anh chị, chứ còn ở bên ngoài em ít nói lắm, ít tiếp xúc, ít nói với ai, chuyện với ai lắm. Nhân viên của em á, thì cái gì đó thì em xử lý bằng tình cảm thì rất là tình cảm, nhưng mà trong công việc các bạn thấy cách em làm việc, mấy bạn tự biết mình phải làm cái gì. Em không phải như các người khác là làm ra tiền rồi đi ăn đi chơi rồi đi cà phê giao lưu nhậu nhẹt người này người kia, em không có, không bao giờ có anh chị. Em chỉ có xe và làm và xe thôi đó. Còn mà nhân viên nào láo nháo là em biết ngay, tại vì em theo sát từng ngày mà. Đêm anh chị điện cho em bắt máy, em cho số điện thoại nhân viên của em, chứ không bao giờ mà em tư vấn. Nói thiệt anh chị, không phải chảnh, nhưng mà không bao giờ, cái đó không phải nhiệm vụ của em. Nhiệm vụ nó phải rõ ràng, các bạn phải tư vấn, các bạn phải nâng cao kiến thức, còn em là nhiệm vụ của em phải đi tìm xe xăng xe, nó vậy thôi. Nên là anh chị điện em lúc nào em cũng bắt máy, nhưng mà em cũng phải cho số với các bạn. Rồi các bạn nào cũng phải như em, đêm em làm việc thì các bạn cũng phải làm việc. Nên là nói làm việc cho toàn chung lương cao mà khổ lắm chị, áp lực lắm. Áp lực thà nói thà chửi, còn đây em không nói chửi gì, em cứ làm. Em làm thì các bạn cũng phải làm hơn em nữa, chứ không phải như những người khác là em cứ đi sàn xe, em đi chỗ này, em đi chỗ kia rồi ở nhà. Mình giỏi là có thể mình lương cao rồi mình làm gì mình làm, còn đây không có giỏi dở gì hết. Đây là một nhà hết á, ai cũng, các bạn làm thì cũng như em thôi. Đó, nên là áp lực lớn của các bạn, nên anh chị đừng dành những cái câu mà khiếm nhã cho phải binh nhân viên, mà sai thì em xử thôi, tại vì em sẽ theo sát mà. Nhưng mà đừng có dành những cái lời lẽ khiếm nhã khi mà anh chị mà không mua được xe của toàn chung anh chị nha. Rất là cảm ơn anh chị, mỗi lần anh chị để lại bình luận là em đều phải lôi từng bạn ra, em hỏi thử nguyên nhân lý do là giao dịch sao. Nếu mà các bạn đang đúng quy trình giao dịch, đúng quy trình các đoạn ghi âm ok á, là em không, cái đó là do anh chị quá khó em không có liên lạc lại. Còn mà các bạn mà làm việc mà ẩu tả hay này nọ là em sẽ liên lạc lại, em xin lỗi. Ngày vừa rồi em có xin lỗi một anh khách ở Bình Định, anh chưa mua á, nhưng mà anh liên lạc bị tào lao, liên lạc trúng cái thằng Marco nào á, giả danh toàn chung bán hàng, rồi bắt đầu chửi nhân viên toàn chung hết người này kia, mà liên lạc lại là thằng đó đâu phải đâu. Đó là em cũng mệt lắm, chuyện này nó ẩu tả ghê. Rồi cảm ơn chị nha, hẹn chị ngày mai, video ngày mai nha.